Hello, xin chào cả nhà yêu nhá. Chào cả nhà, một ngày là mưa phùn gió bấc. Chào này mưa mấy hôm nay thối đất thối cát cả nhà nhìn nhá. Đấy. Hôm nay mình lại chia sẻ món đặc biệt lần đầu tiên mình mới làm. Đấy là mình gọi đầu bếp Hùng vào làm một món đầu bếp Hùng nó làm cá đêm. Là một món gọi là súng ống bò, gọi là chim bò đấy. Luộc nhỉ, chim bò luộc không? Đấy, cả nhà luộc để chấm tương cực ăn. Điện cho đầu bếp Hải đi mua chai tương nữa rồi. Đấy, đang xuống thì mấy anh em mình lại chia sẻ cái súng ống bò to lắm. Đấy. Ủa cả nhà, súng bò đây là hai quả đạn. Bò, đây. Còn đây là hai, đây là khẩu thần công. Đầu thần công đây. Đây là dây của thần công. Con này hơi to ấy. À. Định là luộc để ăn nhé cả nhà nhé. Đây này. Pháo này quả to nhỏ. Ôi sẽ sẵn quả to quả nhỏ. Thế súng súng. Nhìn thấy pháo bò rồi. Súng dài chứ cả nhà. To đấy, loại này là con bò to lắm. Thôi bây giờ anh em mình là luộc gừng sả để chấm tương nhá. Đây cả nhà, thôi bây giờ bắt tay vào lạc chế biến xem là cho vào xoong luộc. Đấy, cả nhà ớt sả, ớt thì thiêu thì đi mua. Đây là hai quả cà của nó này. Cà bò. Đấy. Súng. Súng ống. Súng ống riêng. Để nguyên cả cái dài đúng không? Lúc nào chín xong mình mang ra thái đúng không? Ừ. Nọc nó ra. Hay nọc ra xào một đĩa khế chua chú nhá. Rồi. Nhá. Tóm lại làm một đĩa khế chua có bao nhiêu luộc gừng sả để chấm tương. Ừ. Đúng không? Như thế. Đấy, cả nhà này. Súng to thật, con này con súng to thật. Chim bò. Chim bò luộc. Gừng sả. Chấm bây giờ chú làm nhá, để anh ra chợ anh mua gừng này sả gia vị nhá. Rồi. Như thế. Còn ông Hải giao cho ông từng không mua được không? Chú Hùng ở nhà chú làm chuẩn bị rồi mình ra kia mình mua sả về là xong mà. Nhà. Đấy là súng ống đã cho vào đây luộc nha, luộc gừng với sả, đập gừng nhiều lắm. Đấy, luộc gừng sả. Luộc gừng sả để chấm tương ngon. Cái súng đấy bây giờ nó lại căng lên nhỉ. Súng nó co lên. Cái súng này dài thật đấy. Đấy, vẫn đang mưa to lắm cả nhà. Trời mấy này nó mưa cứ giả dích. Nha. Đầu bữa tôi lại đến thay chân để lại xào cái món gọi là một món gọi là nọc ít ra để xào với khế chua. Đấy. Mỡ này nhiều khế chua. Quay. một cái súng bò gọi anh em con cháu đến ngồi tập trung cho nó vui cả nhà. Nói chung là ăn uống không thành vấn đề, chủ yếu là cứ phải đông vui là chính. Đấy. Nó khí thế. Đổ cái môi xả trước đó. Không khí ngày Tết mà. Không khí ngày Tết. Tết đâu, Tết nắm tháng 3 Tết. Con Tết. Ừ. Tháng 1 tháng 5 trưa tháng 2 và tháng 3 giữ trẻ. À, cây nhầy. Câu để nghe quen quen. Nên là xào cái nọc Hùng nó nọc ít ra để xào mới là cái chua nhá cả nhà nhá. Còn xong súng ống đã vớt ra rồi. Đấy, mà chuẩn bị thái. Ừ, đấy thái ra đĩa đấy. À, chấm với tương, đấy bát tương thần thánh thả Hải đã làm xong rồi. Súng pháo. Ừ, cho nó vàng lên nó đổ vào xào cho săn lên. Thơm. Như đầu pháo này. Nó vàng lên. Mình... Cái này xào mới thế chua cả nhà. Thường thức ngay thế này. Thường thức. Ở đây có nhà. Đây là hai quả cà. Hai quả cà. Như lúc trước màn hình quay. Ô, quả cà nó to. Sao nó có bản đồ đây à? Bản đồ. Quả kiểu nó gần quốc. Quả có ở đây là khẩu pháo. Quả đây là mình chia sẻ cho là súng bò luộc gừng sả. Đâu. Giống của chú Hùng quá. Xuân. Chú Xuân như nhảy. Chú Xuân nhá. Hôm nay là ăn súng ống bò này. Chú Xuân có được nhảy không? Đối với cái phần này phần gì? Phần này nó ở cái da chỗ bụng rốn. Chứ không, da chỗ không. Bọc cái quả cà. À, bọc quả cà. Đây cái mỏng rồi vậy, khổ diễn nhà được. Ừ, thôi, mềm không ấy, ô ta này. Mỏng mỏng không? Đúng mỏng mỏng. Mềm không có ta à? Mềm à? Tầm này nó nóng, nó mềm tí nó nguội. Nhưng mà cứ mỏng ra, hùng ra theo. Mỏng mỏng ra để nhai cho nó gọn món. Nóng. Quầm cái, còn đây là quả cà của nó. Ủa mềm mà bấm được. Linh dữ thế, luộc với xả với gừng. Nói chung là luộc là có kinh nghiệm rồi. Ừ. Kinh nghiệm đầy mình rồi. Không dai đâu, mềm. Đây, chấm lại
tương tỏi gừng. Đây, bát tương này Hải đã làm xong rồi. Đấy, mời cả nhà nhá, đã xong. Món súng ống bò cái là hầm với lại gì nhỉ? Sả với gừng. Đấy, ăn đi các cháu ơi, ăn mạnh lên. Lần đầu tiên cho lấy cái này ăn xem nó thế nào. Đây là rái cắt ra nhá, cái hạt của nó đấy. Cái cà cà mà lúc ấy mà cầm ấy. Quả cà. Đây đây. Không, kia kia. Đây đấy. Đây chắc ờ, cũng ngon đấy. Thử thử xem nó hương vị. Có hôi không? Thử nhá. Ừ. Hôi khét này. Mùi vị như nào? Khét không? Toàn thì ăn này, nuốt không thì ăn này. Cháu là cháu ăn cái ăn, ăn súng à? thử ăn cái quả cà thế nào? Nó cũng bình thường nhỉ? Nó có khét không? Không có vị gì à? Nè. Yeah. Hay mình ngọt cái dừa nữa. Nuốt thì ăn này. Thôi cháu. Còn sớm rồi nhảy này. Mày ăn cái gì? Đây súng, ăn miếng súng ra này. Ôi giời, ăn cái toàn mỡ. Trơn này, ông chơi đấy, mẹ này. Đấy, trời ơi, cái này nó là cái gì hả chú? Mà, súng nó là cái phần đủn súng này. À, cái đầu như này đấy ạ. À. Thử đi, ăn đi. Bây giờ này, thử cái này, đủ món thì cũng sao? Đủ ngon. À, đây rồi. Mời cả nhà này. Theo dõi chú Hùng, chú gắt, ăn miếng gì mình gắt theo. Chú tinh lắm. Theo. Ừ. Nhưng mà trong cái ống ấy nó cái ống súng ấy nó có khét không? Không có gì, không nỡ mà khét. Tao thử có tạt cho nó ra hết này. Này tao sợ như tao nhìn thấy các bố cầm cả cái đấy, các bố cắn nó sột đi. Không. Ừ. Hôm nay mà ba người thì cứ thế mỗi người một đoạn cả. Ừ. Tao sợ nó trong đấy là nó có khai khét ấy. Không có bị sai đâu, như thế đấy là sạch rồi. Cũng phải nếm hỏi các bố nhọc lắm, các bố có khi khát các bố kêu ngon. Chẳng nghe là phải bắt một con trâu con bò lại phải buông mấy ngày. Phải bán là không ngon được đâu. Này, lần đầu tiên là mình thử cái quả cà trước này. Đấy, mời cả nhà nhá, thử quả cà trước. Cái loại này chắc chắn bổ. Luôn ăn cái gì đây? Chắc biết. Mày mới gắp bây giờ nhỉ? Súng. Khẩu súng. Đâu, một đoạn là súng đấy. Đấy là súng. Gọi là chim bò đấy, mày biết cái gì rồi nhỉ, nói nổi rồi, tiếp theo đây còn nói súng với ông này, các cháu nó không hiểu. Gọi là chim bò. Gọi là cái gì thằng nắng là bụng nói. Ừ. Đấy, mình sẽ làm view cái quả cà cà bò nhé. Không được. Đây là cả nhà, đây là quả cà bò. Thằng nghĩ ăn mình ăn gì cái cà của nó thằng đang bổ dưỡng ấy. Ăn gì bổ đấy. Ăn đúng không? Anh ăn cũng nhận thấy lúc này ngày không? Đấy chưa, nói chung không thấy mùi gì. Không thấy cái gì. Trời, mình như kiểu lòng đỏ chứ không nhỉ. Không ăn cái này, không có mùi gì đâu. Đâu còn cái nòng pháo đâu. Cái khẩu pháo ấy. Đây. Đây gì? Gần đây là của nó. Gần. Đây nó sống, đây nó nhảy. Nó giòn nhảy. Mình không chấm nha, thử để ăn chay nha, cái khẩu pháo này. Xem hương vị. Không thấy khét. Tao nghĩ là ăn quả này ăn trong đấy nó khét, kể từ khét cái nước đáy. Khét là kem thôi chú. Hấp dẫn món mới mà. Ngon lắm. À, giòn lắm, đúng không? Ngon. Mời cả nhà. Ôi giời. Chín rồi. Đấy. Hôm nay cho các thanh niên trẻ này ăn súng bò. Nói tóm lại, nếu mà nói bình thường ra thì nó gì thôi nhỉ? Nghe nói mà chim trông chim bò thì nó phản cảm quá. Nhưng mà ăn thì đúng nó cũng... Chẳng thấy gì nhỉ? Thì cũng ăn được, cũng ăn được. Mẹ trước bọn nó làm ở cái trang trại nuôi trâu ấy, mỗi lần thiến cà tránh nhau ấy, chia nhau ấy, không phải đâu. Cứ thế cầm hai quả về mất. Ngon rồi, cái... Nó ép xong rồi. Cái câu cái thân của nó... Sao... Sao ấy, rau muống miếng các thứ ấy, rau răm. Không mạnh rõ, không mạnh rõ, không nóng, không nguội. Còn đây mình review cho cả nhà đây là... Mình nghĩ là dài đâu. Đây gọi là rái trâu xào, à quên, rái bò xào với khế chua. Làm thêm một đĩa này nữa. À. Ngon rồi. Chua. Cái này có khi là cái cơ động của bao quanh. Bao quanh rái. Rồi là cái giữ nhiệt lại. Để xem đây, cái mỡ này nó có khác. Đặc trưng. Em đặc trưng rồi, nó giữ súng ấy. Giữ nhiệt.
Kẹp kẹp với dưa chua, kẹp với dưa chua mới à, có nó đệm lại cái rau răm ngon nhỉ. Trong mỡ này ăn cảm thấy nó dai. Ừ. Dai ngon. Nó giòn. Nó thơm của mùi rau răm đặc trưng. Ai sao cái chua, rau răm hoặc là dưa chua. Ừ. Ít khế chua vậy. Ừ. Thôi thế thôi, thế là được. Ủa. Ít khế chua. Tặng nhanh thế nhờ, cho nóng ăn không? Mềm ăn ạ. Ôi giời mẹ, à. Con đấy bao nhiêu chả ít. Không, nó lên 5 cái nó quan rồi mà. Nhưng mà cái này chấm được, vẫn thua. Vẫn thua cái súng ống này chấm với tương là ngon nhất. Ôi, cái đủ đắng. Nội dung là cứ nội dung thứ nhất là đắng rồi cháu là chị. Nó gì thôi, nhưng cứ mạo mồm là ăn được hết. Đắng rồi chị. Ngon này, luôn này. Đây là súng này. Ăn đi mạnh là mạnh, ăn nó nóng. Nó biết biết cái đầu ấy là cuốn của cái quả 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 pháo thế này. À, cuốn của quả cà. Cuốn của quả pháo. Ừ. Cái này mà nấu như bình thường cho vào thắng cố đấy được đấy nhỉ? Ừ. Cái này nấu kiểu thắng cố như đợt trước ăn thì ngon. Còn nói chung là ăn được cả nhà. Tuyệt vời đấy. Nên mình bảo xéo cả vú chứ không lấy nguyên xéo cả cái mạng vú ra để về luộc để cho tương ăn nó đã để vú này. Đấy. Có cả vú dính ở đấy. Vẫn cái thua chấm với tương này ngon nhất nhỉ. Nó bảo con vú này nhiều. Ừ. Nghe nói chung được con vú à. Ừ. Nên con này ăn nó nghiện nên toàn thấy ăn súng. Giòn, ăn súng nó giòn. Chi hàng cặp luôn. Trơn. Cái này thôi cháu lên tay cặp cái này. Này. Làm sao biết cái này làm món như nào không? Nướng à? Nướng chấm. Nướng à? Ngồi thì pháo này súng thì nướng. Chắc ăn không ngon. Ôi giời ơi. Giòn chín ngon luôn nhỉ. À. Nó ăn cái nướng từ pháo mà nha. Rồi nặng mày ra cái này. Ăn chim bò nghe giòn phết nhỉ. Mang ngâm cái ớt trong này cay phết đấy. Cay ấy, tao ngâm băng trong đấy đấy. Cái bố cứ tưởng không cay ra. Cay lắm. Không nào, tao phải đi mua ăn kiểu là tức lắm. Mua ra hay mua tương? Mua tương nhé. Anh cứ mua trên chợ sàng. Tao cứ bận không để ý. Ngay là cái cay đấy. Nó như kiểu cà rán. Cái này cứng hơn. Anh em thử xem cứng hơn. Ăn như nổ. Ôm cả. Ăn lái. Nó nhẹ hơn. Các bạn nhìn này. À đúng rồi. Nhưng mà tại sao nó lại nổ đúng không? Quả kia nó không nổ. Thì nổ ba, to. Nổ ba giả nó chẳng bị nổ. Nó bị sơ ý cái là nó nổ ngay. Nó nổ cái vỏ ra. Nó cái này cho vào sau. Sau này bảo sợ ông chín không ấy. Ông quả cà cơ mà. Hả? Quả cà bê không? Cái này. Cái này là cái ống. Ngắm đến cái đấy là nó khổ quả. Còn là chim bê hầm xả ớt. Nhà nó có ớt không? Cái này tỏa được, tỏa nó còn khẩu tấn công như thế này. À. Một đoạn của khẩu tấn công. Ăn đi. Đưa đây, bác ăn bác khỏe nhiều rồi. Bây giờ dành cho mày ăn cho mày khỏe. Nhanh bác còn được nhanh uống rượu. Ăn mạnh nhà cháu. Ăn sao nó phải khỏe khỏe chứ bò. Không chịu uống rượu. Lại tù mẹ như là bò. ăn sống sống bò ăn khỏe chứ bò. Cái ăn khi được món của ngon vật lạ. Của ngon vật lạ hiếm lắm, cái này là hiếm lắm, đùa này mà. Không giòn, mấy giòn. Nó đang đi ăn mạnh vào trong. Bốc quá mạnh vào. Các bố mà gặp được cái pháo dê à. Cả cúc cả cam. Đây, đầu tư của nó đây. Là tôm đây, đầu tư của nó đây. Đây, Hải đầu tư nó đây. À Hùng. Đầu bô di. Cái này thì giòn. Ăn giòn không mà. Ông này khả năng nướng ngon rồi. Bao cấp cho mày cái đấy mày cũng chê. Cuối cùng mày cũng cấp cái đấy cũng thế. Nướng cái đấy cũng thế. Vẫn đỉnh luôn đúng không? Tôi bóp vào chỗ nó khá rồi được. Đúng không? Cái này nó dài 1 mét. Khá là cúc cúc đấy. Nó dài 1 mét mà. Nướng là ok. Nó gọi là từ đuôi lên nướng bụng đấy thì mình rất là dài. Em nó gặp cái loại này nướng không bao giờ ấy luôn. Giòn sần sần luôn. Ăn với kèm với dưa chua các bố ạ. Các bố cứ nghĩ nó cứng như này, nó đâm thủng xuyên thủng thế, cứ nghĩ là nó cứng nó dai thế à? Rất thì nó cũng tạt tạt sụn. Nó toàn là cơ, cả chân, cơ có gì đâu.
này, đấy, quay rồi đấy. Để chút rồi bao giờ mình thấy nó cũng chủ. Kèm cho em một cái món là chim bò. Chim bò hầm hương cả sáng. Đấy, cuối cùng là ăn cái món này rất là nhiều, cả nhà cái đĩa xào đọc nó mới để xào với cái chua cho nên cái này ế. Bát dưa chua này, bát tương. Mời cả nhà nhá. Đấy là hôm nay mình lại chia sẻ là làm cái món là chim bò hầm sườn xả gừng xả. Ôi da. Cái này nó dài đấy, lúc mình thường nó dài 1 mét. Không, không được mét nhưng mà nó khoảng 6 7 đôi phân. Nó bắt đầu nó đấy. Bây giờ bình thường lúc luộc xong rồi là 3 bát như này. Đó, còn 3 thì 2 bát là 6 mình. Nó dài 60 phân. Nó dài con mất bảo con này chỉ được 70 phân thôi, chỉ mét thì mét. Thì con bò to bao nhiêu nó đo chiều dài biết. Từ đấy nó xuống nó phải đi từ mà hát nhỉ, đây là mua mấy cái nhỉ để chạy thì có này, thì có con bò nào nó còn có cả cả này khó lắm, bò nó thì toàn bê bê tay bò nhỉ, chỗ không em nhai rồi nhai không phải được, nó bị nhai thắt nhai quả thơm. Mày nói hết đâu ơi, nhiều quá. Ngon nhiều hơn không? Dễ mạnh hơn. Năm nhưng mà ra nhỉ, không giòn. Từ rồi, nhà này quá từ. Rồi còn đâu lắm. Như cháu mà thích cái da này, mềm mềm thêm một tí nữa. À, rất là một tí rồi. Bây giờ nó là dữ quá. 6 giờ rồi. 6 giờ rồi, ăn nó lọc. Vậy mà mãi đến mà cũng ngồi rẻ. Cháu thì xong ấy, đến giờ nhà cháu còn phải lựa chọn đấy. Hôm nay thì nghĩ ăn gì đấy, khổ thật, ngày nào phải nghĩ thật đơn. Thay đổi món liên tục đây, chú vậy không? Ở nhà mình thổ cơm nấu nước, những món gì ăn cho ngon. Sáng chờ con, chiều đón con, công việc thì thế thôi. Thế nhưng nghĩa là bây giờ cứ phải phục vụ hết ngày 8/3. Cứ phải phục vụ. Qua ngày 8/3. Đi rủi. Rồi thì nó là pháo ăn vẫn ngon. Nó bỏ pháo ngựa to. Chờ về nhà. Thì ấy thì gần ngay nhà thì đâu nó lấy mùi chung ra nếu muốn chân vẫn còn muốn chân về hôm đấy được ăn cái sách được chân bò ngon hơn, chân về dòng chân bò ngon hơn. Chầu thằng nói tóm lại những cái đồ này là ăn như này mà cháu đã riêng cái chữ biển một cái nè. Ui rồi rồi không cho chú tham cái nào mấy kỳ được món của ngon vừa lạ món súng bò pháo bò gọi là pháo bò pháo anh lên đồi cao pháo anh lên đồi cao này có biển có cuộc gọi và có món ngon và lạ không phải tò mò xuống ngay và món xuông còn là cái nếu thì con về thấy bắt chước trên cộng đồng mạng là trước thì vứt mẹ thì thằng vứt khóc ui trời bây giờ thằng nhà đuôi cũng ăn này nếu mà đuôi đã nói mất này lấy cái 200 bạc các bạn cũng dễ uống chứ thật, những cái đồ này dễ uống. Cuối cùng ăn cháo nào bây giờ con trâu con bò. Anh mua thịt chả biết gì. Anh mua những cái mồm nó cứ tung lên thế nào này, ăn tay nhau cứ mua, bây giờ có đắt được thịt. Ngày thì làm anh mua thịt bắp thì đứt ăn không dân uống rượu là không vào, là không vào luôn chỉ vài miếng. Nhưng những cái đồ này nó lại dễ ăn dễ hơn. Ông này như con này nó bổ nên mình ăn hay, cái này ăn hay, cổ cánh này nó rách cổ cánh. Tại sao cái này cái món nóng? Cái này nó biết cái gì mà tin đồng cái này. Tóm lại cái thịt gà, cái ăn đùi ăn ướp là ngon nhất thì là cái gì nữa? Không, cái này là chua ngon thế, chứ chúng nó góc ào ấy thì hết thì dở. Em nói anh tại sao là cái loại nọc lợn thức canh này quanh năm ngày ăn vẫn cứ riêng cái nọc lợn thức canh này nó suốt đời. Bởi vì nó là cái đồ uống rượu. Nó nghĩ lại là nó dễ ăn, nó ai ăn được thích. Nó tổ tiên truyền lại cổ đời các cụ ngày xưa, xương móng ở đất nước này. Cái nòng nặng cái canh đó là nuôn luôn. Mời chúng tôi một ly ạ. Mời đầu bếp chúng tôi là có món món đi vòng à. Bằng nhạc sao khế chua hấp dẫn. Chào không hấp dẫn đấy. Anh mới chua thì cái. Chào đầu bếp hôm nay là làm cái món pháo bò. Pháo bò hầm với lại gừng. Món này món nổi tiếng rồi. Gừng xả. Đến làm thứ hai là bác Biển nó bảo là món này thiết kế kiểu gì, em hỏi là khế còn không? Khế chua còn không, nhưng ông này được cái rất chuẩn chỉ, giữ được khế luôn. Tao giữ là tao phải bọc kín này. Tự vẫn là tươi nguyên. Kiếm cái chua khó ấy, giờ này đi một lần mới bỏ quay chua. Mới lại cái rau hoa quả này mà bọc không kín cho đủ lần. 15 hôm rồi nó cũng hỏng này. Nó hôm nay buộc thật kín vào. Hôm nay chú lên nhá, là nếu mà các anh mà có cái loại rau hổ, hổ trắng ấy, hái vào, thêm vào luôn. Đó, không có là quay nào đi là dùng một thùng xốp không ổn rồi. Vừa rồi chia phải hết cả.
trong mổ nó mới rau cần thôi. Ôi rồi luôn, con nhắn mẹ rau cần rào nó để rau cần tốt hơn chân trần. Không, nhưng mà ý là khơi chua rồi nhưng mà điểm rau cần vào nữa cùng thôi. Nó đúng vị à? Này, mọi khi nhá, bọn nó bớt lại cái chua nhưng hôm nay không còn cái chua nữa. Công nhận cái thế này nó chua đấy. Chua. Chua săn săn ở đâu? Chua ngọt luôn, kiểu chua 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 này, chua lạnh luôn đấy. Biết cái thế này ở đâu? Chắc không biết. Đấy cả nhà. Nằm một chán để tìm hiểu. Lần đầu tiên mình như này làm cái món con là pháo bò này để hầm với lại đầu cái hùng nó làm nó hầm với sườn sả đấy, cái món này ăn để cho anh em con cháu nó biết nên là ăn cái món nào cũng kia xem nó ngon thế nào luôn. Nhà sắp hết rồi, sắp hết. Video nó có thời lượng hôm nay là mình chia sẻ là đầu cái hùng là làm cái món là pháo bò hầm với lại gừng sả đấy. Video có thời lượng mình xin kết thúc video đây nha. Mỗi lần hay cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ cho mọi người biết kênh mình nhé. Hẹn gặp lại sau các anh nhỉ. Chào các anh nhé. Video nó dài quá rồi.